Tin tức mới cập nhật gần đây nhất, vào đầu giờ chiều hôm nay ngày 22 tháng 5, một vụ cháy dữ dội kèm tiếng nổ lớn đã xảy ra ở khu công nghiệp Việt Hương 1, Thuận An, Bình Dương. Đám cháy lan rộng và khói đen mù mịt khiến cho nhiều người lo sợ chạy tán loạn. Cụ thể, đám cháy dữ dội được phát hiện ở khu công nghiệp Việt Hương 1, Thuận An, Bình Dương vào lúc 14:30 ngày 22 tháng 5. Các xe thang cứu hỏa cũng đã được điều đến hiện trường. Theo thông tin ban đầu, khu nhà xưởng cao tầng bị cháy được xác định là của công ty Trung An chuyên sản xuất băng keo công nghiệp. Các thùng phi chứa hóa chất đã phát nổ. Công ty Trung An có tổng cộng 5 khu nhà xưởng, mỗi khu cao 4 tầng, rộng hàng ngàn mét vuông. Đám cháy xuất phát từ khu nhà xưởng nấu keo ở dãy phía sau của công ty này. Thời điểm xảy ra vụ cháy có ít nhất 200 công nhân đang làm việc khi nghe tiếng nổ lớn và phát hiện lửa cháy toàn bộ. Rất may các công nhân đã phát hiện và kịp thời thoát ra ngoài. Đến 15 giờ 15 phút cùng ngày, một phần của nhà xưởng cao tầng đã bị đổ sập. Vụ cháy vẫn đang diễn ra rất dữ dội. Đại tá Nguyễn Văn Dực, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ huy các lực lượng chữa cháy. Hiện trời đang đổ mưa lớn nhưng việc chữa cháy vẫn đang diễn ra khá khó khăn. Quốc lộ 13 đoạn qua phường Thuận Giao, thị xã Thuận An ùn tắc nghiêm trọng do ưu tiên các phương tiện chữa cháy.